Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Báo Anh, ông Zelensky tức giận với tướng quân đội vì tình hình Krakow. Truyền thông Anh nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã tỏ ra bất mãn với các tướng quân đội liên quan tới tình hình ở Krakow. Báo Anh Economist dẫn lời một quan chức chính phủ Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky được cho là đã bày tỏ sự tức giận với các tướng lĩnh cấp dưới, những người mà ông tin rằng đang không nói đúng sự thật với ông về tình hình trên tiền tuyến ở Kharkov. Trong bài báo đăng tải hôm 20 tháng 5, Economist nói rằng các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở Kharkov đã trở nên bất an trước đà tiến dồn dập của Nga trong gần 2 tuần qua, và nhiều giả thuyết đã được đưa ra về lý do mà Moscow liên tiếp giành thêm lãnh thổ một số binh sĩ cho rằng nga đạt được đà tiến ở kakot ở khu vực biên giới là vì mỹ cùng đồng minh phương tây viện trợ quá muộn và không đủ vũ khí khiến họ không thể phòng vệ. các quân nhân khác cho rằng các phòng tuyến không đủ kiên cố có thể là nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên trước đó denis yarolasky một chỉ huy địa phương phàn nàn rằng các công sự có nhiệm vụ ngăn chặn đà tiến của nga không thực sự tồn tại trước đó ukraine nhiều lần tuyên bố đã xây dựng phòng tuyến kiên cố ở Karkot, nhưng trên thực tế, Nga đã băng qua biên giới khá dễ dàng. Một số nguồn tin nói với Economist rằng các tướng lĩnh Ukraine dường như đã không cung cấp toàn bộ thông tin về tình hình thực tế của Kharkov cho ông Zelensky, và điều này dường như đã khiến Tổng thống Ukraine nổi giận. Nguồn tin cho biết, ông Zelensky cảm thấy không hài lòng vì ông cảm thấy mình không hiểu được bức tranh toàn cảnh về khu vực tiền tuyến. Ukraine chưa bình luận về thông tin mà Economist cung cấp. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm ngày 16 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổ lỗi cho các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về việc lực lượng Ukraine không ngăn chặn được đà tấn công của Nga ở vùng Kharkov, đồng thời kêu gọi hỗ trợ nhanh và lớn mạnh hơn nữa để giúp Kiev thay đổi tình hình chiến trường. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận, Nga có thể sẽ sớm nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Kharkov nếu phương Tây không nhanh chóng viện trợ hệ thống phòng không Patriot mới. Theo Tổng thống Zelensky, tình hình xung quanh Kharkov hiện vẫn rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, Kiev không thể mất thành phố lớn thứ hai Ukraine vào tay Nga trong thời điểm này. Dựa vào dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh IFVK có trụ sở tại Mỹ, hãng tin AFP ước tính Nga đã kiểm soát thêm khoảng 278 km vuông lãnh thổ ở Ukraine, phần lớn ở vùng Kharkov. Đây có thể coi là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ cuối năm 2022. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào vùng Kakot trong những ngày qua nhằm mục tiêu tạo ra vùng điểm ở biên giới Ukraine. Ông Putin cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công gần đây vào các khu vực của Nga giáp biên giới hai nước, bao gồm các vụ pháo kết vào Belarus. Tổng thống Nga cho biết, ông từng cảnh báo trước đó rằng Moscow sẽ lập vùng điểm ở biên giới với Ukraine để đảm bảo an ninh cho lãnh thổ Nga nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra. Hơn 3.000 tù nhân Ukraine nộp đơn xin vào quân đội. Ukraine tuyên bố hơn 3.000 tù nhân nước này đã nộp đơn để gia nhập lực lượng vũ trang nhằm chiến đấu với Nga. Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Olena Vitoska cho biết hôm 21 tháng 5 rằng hơn 3.000 tù nhân nước này đã nộp đơn để gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước đã ký thành luật cho phép công dân bị kết án theo một số tội danh nhất định được phục vụ trong quân đội. Bà Vitoska cho biết có nhiều yếu tố tác động tới số lượng tù nhân được có thể được huy động. Ví dụ hạn chế của đạo luật đối với các nhóm tù nhân nhất định, sức khỏe của họ và ý kiến từ các chỉ huy đơn vị nơi họ có thể sẽ phục vụ trong tương lai. Những nhóm sau đây không được phép gia nhập quân đội: tội phạm giết người có chủ ý, bạo lực tình dục, buôn bán hoặc sản xuất ma túy và các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Các nhà lập pháp và quan chức cấp cao bị bỏ tù vì tham nhũng cũng không được gọi nhập ngũ. Bà Vistoka nói, mong muốn của tội phạm là ký hợp đồng với lực lượng vũ trang và sau đó được ân xá đây là điều có ý nghĩa quyết định trong luật này theo thủ tục các tù nhân sẽ có thể viết đơn xin nhập ngũ trong trại giam trải qua cuộc kiểm tra y tế trong nhà tù sau đó họ sẽ được đưa đến trung tâm tuyển quân các tù nhân sẽ được kiểm tra quân y và đánh giá trạng thái tâm thần các đơn vị quân đội sẽ quyết định xem họ có sẵn sàng huy động tù nhân hay không quan chức visuska cho biết hiện tại các tù nhân được kiểm tra tại quỹ ban quân y và xin phép chỉ huy đơn vị quân đội sau đó hồ sơ về các trường hợp cụ thể sẽ được gửi tới tòa án Trước đó, Bộ Tư pháp ước tính Ukraine có thể tuyển được 20.000 tù nhân ra chiến trường, nhưng bà Vistoka nhấn mạnh đó chỉ là về mặt lý thuyết. Trên thực tế, con số này có thể chỉ là 4-5.000. Nhưng tôi cho rằng con số như vậy cũng đủ làm động lực cho lực lượng vũ trang. Đó là lý do chúng tôi thực hiện điều này, bà nhấn mạnh. Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch tiễn quân của Ukraine đã đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Ukraine trong thời gian qua đã đẩy mạnh cải tiến hoạt động tiễn quân để đối phó với tình trạng thiếu lực lượng nghiêm trọng trên tiền tuyến trước đà tiến dồn dập của Nga quy định huy động mới của Ukraine sẽ áp dụng các hình phạt nặng đối với những hành vi trốn quân dịch và yêu cầu nam giới trong độ tuổi chiến đấu phải báo cáo dữ liệu cá nhân của họ cho các trung tâm nghĩa vụ quân sự. Ukraine cũng đã giảm độ tuổi huy động từ 27 xuống 25 và thay đổi các tiêu chí về kiểm tra y tế nhằm mở rộng nhóm tân binh tiềm năng. Ông Medvedev, Tổng thống Zelensky là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông Medvedev cho biết, Nga coi tổng thống Zelensky là mục tiêu quân sự hợp pháp, bất kể nhiệm kỳ của lãnh đạo Ukraine đã kết thúc hay chưa. Ông ấy là người đứng đầu chính quyền thù địch với Nga và đang trong cuộc chiến với chúng tôi. Lãnh đạo các quốc gia gây chiến đều được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 20 tháng 5 tuyên bố thêm rằng việc tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mất địa vị chính thức sau ngày hôm nay cũng không thay đổi điều gì. Theo Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5 và nước này phải tổ chức bầu cử Tổng thống từ trước đó 2 tháng. Tuy nhiên, ông Zelensky yêu cầu không tổ chức bầu cử cho tới khi xung đột chấm dứt. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 5 cho biết, việc nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc sẽ không ảnh hưởng tới cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định chiến dịch của Nga vẫn sẽ tiếp diễn. Quan chức này hôm 28 tháng 4 nhận định, người dân Ukraine sẽ sớm đặt câu hỏi về tính hợp pháp đối với chức vụ của Tổng thống Zelensky. Giới chức Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố của phía Nga. Tổng thống Zelensky được cho là đã nhiều lần thoát khỏi các âm mưu ám sát từ đầu xung đột. Cơ quan an ninh Ukraine SBU hôm 7 tháng 5 thông báo triệt phá một mạng lưới đặc vụ của Nga, trong đó có hai đại tá thuộc Cục An ninh Nhà nước Ukraine UTO, trong lúc lực lượng này đang lên kế hoạch ám sát ông Zelensky và nhiều quan chức cấp cao khác của Kiev. Hồi tháng 4, SBU cho biết đã phối hợp với cơ quan hành pháp của Warsaw để bắt một công dân Ba Lan, người bị nghi là đã hỗ trợ âm mưu ám sát tổng thống Zelensky của địa phương Nga. Ông Medvedev là đồng minh lâu năm của tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời là người đứng vị trí thứ hai trong Hội đồng An ninh Nga, cơ quan tham mưu cho ông Putin chỉ sau chính tổng thống quan chức này đã nhiều lần đưa ra tuyên bố cứng rắn nhằm vào Ukraine và các nước ủng hộ Kiev từ đầu xung đột. Ông Medvedev hôm 17 tháng 5 cho biết, nước này có thể sẽ cần phải thiết lập vùng điểm bên trong lãnh thổ Ba Lan để ngăn các cuộc tập kích nhằm vào khu vực biên giới của Nga, bất chấp việc kế hoạch trên có nguy cơ làm bùng phát xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga hôm ngày 6 tháng 5 cũng cảnh báo, Moscow sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu các nước phương Tây triển khai quân tới Ukraine điều được cho là cấm kỵ. Ukraine hối thúc Mỹ mở rào để tấn công lãnh thổ Nga. Các nghị sĩ Ukraine đã nỗ lực thuyết phục Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm về việc sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Một phái đoàn gồm 5 nghị sĩ Ukraine tuần trước đã tới Washington để gặp các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp quốc hội nhằm thúc đẩy Mỹ đảo ngược lệnh cấm sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Moscow đã phát động cuộc tấn công từ vùng Begorod ở biên giới Nga nhằm vào vùng Kakot ở Ukraine. Một số quan chức Ukraine cho rằng cuộc tấn công của Nga có thể đã được ngăn chặn nếu họ được phép tấn công các mục tiêu ở Begorod. David Arahamia, người đứng đầu Quỹ ban quan hệ với Mỹ tại Quốc hội Ukraine, chỉ trích lệnh cấm của Mỹ. Thật điên rồ, cả quân nhân cũng như tướng lĩnh Ukraine đều không hiểu nổi lệnh cấm này. Vì vậy, họ đang hối thúc chúng tôi với tư cách là các chính trị gia kêu gọi Mỹ dỡ bỏ chính sách này, ông Arahamia nói. Ukraine từ lâu đã lập luận rằng khả năng tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trong lãnh thổ Nga là rất quan trọng để bảo vệ Ukraine. Do vướng lệnh cấm của Mỹ, Ukraine đã sử dụng chính vũ khí của nước này để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm máy bay không người lái giá rẻ, tập kích các mục tiêu của Nga như nhà máy lọc dầu. Chuyến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái đã tăng tốc và mở rộng trong những tháng gần đây. Tuy vậy, các quan chức Ukraine cho biết không có loại vũ khí nào có thể thay thế cho các trang thiết bị do Mỹ sản xuất như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS hoặc pháo tầm xa có giá trị như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Maxim Grishchenko, giám đốc trung tâm đối thoại xuyên đại tây dương của Ukraine, cho biết Nga đã chuyển các trung tâm chỉ huy vào sâu trong biên giới và nằm ngoài tầm bắn của HIMARS. Đối phương cảm thấy an toàn tuyệt đối. Bất cứ khi nào có sự cố xảy ra, Nga luôn có thể rút lui về phía lãnh thổ của họ, tập hợp lại lực lượng và bắt đầu cuộc tấn công mới. Trong khi Ukraine không thể tấn công họ bằng vũ khí hiệu quả như ATACMS, ông Skripchenko cho biết. Ông Kristenko nhận định, nếu lệnh cấm được giải bỏ trước cuộc tấn công ở Kakot, Ukraine có thể ngăn cản Nga tập trung quân ở biên giới Việc sử dụng vũ khí như Stinger cũng sẽ giúp đẩy lùi các máy bay ném bom tiền tuyến của Nga, thả bom dẫn đường vào các thành phố tiền tuyến và các vị trí phòng thủ của Ukraine. Cùng với F-16, nó có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi để ngăn chặn Nga tiến công ở nhiều nơi. Ông Skipchenko nói thêm, Nghị sĩ Ukraine Oleskandra Yusinova, nhà lập pháp thuộc nhóm phụ trách quan hệ với Mỹ, cảnh báo Kakot có thể trở thành Mariupol thứ hai nếu lệnh cấm của Mỹ không được dỡ bỏ. Mariupol là thành phố phía đông nam Ukraine và từng bị phá hủy trong những ngày đầu của cuộc chiến. Nếu chúng tôi không được phép bắn vào vũ khí Nga ở biên giới ngay bây giờ, chúng tôi có nguy cơ mất các thành phố lớn và các vùng lãnh thổ vì họ, Nga, biết về hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ của chúng tôi, bà Justinova cảnh báo. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK tại Mỹ lập luận rằng chính sách của Mỹ vô nghĩa và đang làm tổn hại nghiêm trọng đến khả năng tự vệ của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga ở Kharkov chuyên gia Joseph baros tại evk cho rằng chính sách của mỹ đang ngăn ukraine đánh trả mối đe dọa từ bơm lượng dẫn đường chính xác của nga ông baros cho biết nga đang tận dụng không phận của mình như một nơi trú ẩn và ukraine không thể phòng thủ hiệu quả trước các mối đe dọa bằng bơm lượng nếu không chặn máy bay nga trong không phận nga trong bối cảnh nga đang đạt được những bước tiến quan trọng trên khắp mặt trận phía đông ngày càng có nhiều lời kêu gọi hành động nhiều hơn bao gồm việc tổng thống pháp Emmanuel Macron đưa ra ý tưởng gửi quân NATO đến Ukraine ngoại trưởng Anh David Cameron đã ra tín hiệu trong chuyến đi tới Kiev hồi đầu tháng này rằng London sẽ không cản trở Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để tấn công vào lãnh thổ của nga tuy vậy Mỹ vẫn kiên quyết tuân thủ lệnh cấm phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Mỹ thường chuyển thông điệp này tới các quan chức Ukraine. John Hebs, giám đốc cấp cao của trung tâm Á-Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu đại sứ tại Ukraine, cho biết chính sách của Mỹ làm suy yếu mục tiêu của chính họ là đảm bảo Nga không giành chiến thắng trong cuộc chiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.